Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin khoa sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị và các bạn, Đức vừa ký hợp đồng với Israel mua hệ thống phòng thủ chủ động châu Phi do công ty Rafael Defense System của Israel phát triển để trang bị cho xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 của mình. Đức tín nhiệm công nghệ và thiết bị của Israel. Thỏa thuận giữa hai chính phủ cung cấp hệ thống phòng thủ chủ động APS châu Phi của Israel cho Đức được công bố vào ngày 23 tháng 2 theo đó trong giai đoạn 1, Rafael sẽ cung cấp các hệ thống chốt phi hoàn chỉnh để trang bị cho 17 đến 18 xe tăng Leopard 2, phụ tùng thay thế và kỹ thuật bảo trì và vận hành. 23 bộ chốt phi và 586 phần tử đánh chặn có giá 48 triệu đô. Sau quá trình đánh giá và nếu như chốt phi đáp ứng được yêu cầu của phía Đức, hợp đồng sẽ chính thức khởi động giai đoạn 2, tích hợp chốt phi trên tất cả số xe tăng Leopard 2 hiện có trong quân đội Đức. Quân đội Đức đang vận hành 328 xe tăng Leopard 2 với các phiên bản Leopard 2A6, 2A6M và 2A7. Sau khi hiện đại hóa, các xe tăng sẽ được định danh là Leopard 2A7A1. Việc sao các phương tiện chiến đấu được cập nhật này cho các sư đoàn xe tăng của Đức được lên kế hoạch vào năm 2024-2025. Leopard 2 đại diện cho những gì hiện nay đang là đỉnh cao của thiết kế xe tăng Đức và được coi là một trong những xe tăng châu Âu có năng lực nhất đang được sản xuất. Xe tăng Leopard không chỉ có trong trang bị quân đội Đức mà cả trong các lực lượng vũ trang của 12 quốc gia châu Âu khác và thậm chí cả một số nước không thuộc NATO như Chile, Indonesia và Singapore. Loại xe tăng này từng tham chiến tại các chiến trường như Afghanistan và Syria. Việc tích hợp hệ thống APS cho phi Công nghệ đột phá của ngành công nghiệp quốc phòng Israel sẽ giúp cho xe tăng Đức có khả năng đối phó hiệu quả hơn với các loại vũ khí chống tăng vác vai và nâng cao khả năng chiến đấu. Khi chính thức được trang bị hệ thống chốt phì, xe tăng Leopard được coi là cỗ máy chiến đấu bất khả chiến bại. Tình trạng bị tấn công và phá hủy như Leopard của Thổ Nhĩ Kỳ tại chiến trường Syria sẽ không thể xảy ra. Nguồn tin Bộ Quốc phòng Đức cho biết, trong tất cả các phương án tăng cường hỏa lực, và khả năng bảo vệ cho các phương tiện chiến đấu. Các chuyên gia coi việc sử dụng hệ thống APS cho phi là một giải pháp tốt nhất. Đáng lưu ý, tất cả những chiếc Leopard 2 đầu tiên được trang bị cho phi đều sẽ hoạt động tại Baltic. Theo các nhà phân tích quân sự, quyết định này của giới lãnh đạo quân sự Đức đã được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của xe tăng T-14 Amata trên cơ sở của Nga. Sự lợi hại của hệ thống Trophy Trophy Windbreaker là một hệ thống bảo vệ tích cực được tập đoàn Rafael Defense System của Israel phát triển nhằm bảo vệ xe tăng thiết giáp khỏi tên lửa chống tăng có điều khiển atgm súng phóng lựu chống tăng rpg rocket chống tăng và đạn chống tăng dùng chất nổ mạnh hết chống lại nhiều mối đe dọa đối với xe tăng châu phi đồng thời tối đa hóa khả năng của xe để xác định vị trí của kẻ thù cho tổ lái và đội hình chiến đấu mang lại khả năng sống sót và khả năng cơ động cao hơn trong chiến đấu Hợp đồng sản xuất cho phi đầu tiên được ký kết vào năm 2007. Chứng nhận an toàn được cấp vào năm 2010. Hệ thống chốt phi được quân đội Israel đưa vào trang bị từ tháng 8 năm 2009, triển khai lần đầu tiên cho một tiểu đoàn xe tăng với chi phí từ khoảng 350.000 đến 500.000 đô một tổ hợp. Hiện nay, 1.000 hệ thống đang được trang bị cho tất cả các nền tảng tác chiến mặt đất chính của Israel, bao gồm Mekava Mark III, Mekava Mark 4 và Nem APC, cũng như xe tăng Abram M1A1, Abram M1A2 kể từ năm 2019, và nó được thử nghiệm trên các xe chở quân bọc thép cờ và các xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Hệ thống chốt phi đã bảo vệ xe tăng của Israel chống lại các mối đe dọa trong suốt một thập kỷ vừa qua và đã được quân đội các nước phương Tây và nhiều nước thành viên trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ghi nhận. Hệ thống chốt phi gồm có các cảm biến, radar cảnh giới với 4 anten phẳng gắn trên xe, có thể giả soát khu vực 360 độ quanh phương tiện để phát hiện tên lửa và đạn chống tăng đang bay tới. Một máy tính và tổ hợp đánh chặn. Được ví như tấm khiên vô hình bảo vệ các phương tiện thiết giáp. Nguyên lý hoạt động của nó là khi radar phát hiện một tên lửa hay một đầu đạn đang bay tới, máy tính của hệ thống sẽ tính toán quỹ đạo bay để xác định xem nó có tác động đến xe tăng hay không. Nếu nhận thấy nguy hiểm, hệ thống này sẽ tự động quay về hướng tên lửa đầu đạn và ra lệnh phóng đạn để vô hiệu hóa mối đe dọa trước khi nó tiếp cận giáp chính của xe tăng. Hệ thống phòng thủ này có thể đưa ra phản ứng trong vòng một giây, thậm chí có thể hướng lên trên để đánh chặn các cuộc tấn công từ trên cao. Hệ thống được thiết kế để có một vùng tiêu diệt tên lửa hay đầu đạn bay đến rất nhỏ, không gây nguy hiểm cho những người ở gần phương tiện được bảo vệ. Kể từ năm 2011, hệ thống này đạt được thành công 100% trong tất cả các sự kiện chiến đấu cường độ thấp và cường độ cao. Ở địa hình đa dạng như đô thị, địa hình mở và địa hình tra quất, Hệ thống này đã đánh chặn nhiều mối đe dọa bao gồm ATGM Cornet, RPG-29 và không bị báo động giả. Quân đội Mỹ đã có thông báo thành công tương tự trong các cuộc thử nghiệm. Theo tập đoàn Rafael, đến năm 2017, hệ thống châu Phi đã tích lũy được hơn 50.000 giờ hoạt động trong quá trình triển khai, đưa hệ thống lên mức độ tin cậy tối đa. Năm 2018, tập đoàn Rafael đã thực hiện một loạt các bài kiểm tra đối với hệ thống châu Phi, được thiết kế để tích hợp trên các loại xe bọc thép hạng nhẹ và hạng trung, chẳng hạn như xe Tracker hay Bradley tại Israel, với sự hiện diện của hơn 130 quan chức và các chuyên gia kỹ thuật từ hơn 15 quốc gia. Các cuộc thử nghiệm được thực hiện trong các tình huống khắc nghiệt sử dụng cả tên lửa và ATCM. Tỷ lệ thành công được ghi nhận hơn 95%. Hệ thống chốt phi là một hệ thống mô đun cho phép kết nối các hệ thống khác, chẳng hạn như hệ thống chỉ huy, điều hành, liên lạc, máy tính và tình báo, trạm vũ khí điều khiển từ xa, bố trí trên các nền tảng cố định hoặc di chuyển. Hệ thống này có thể đồng thời đối phó với một số mối đe dọa đến từ các hướng khác nhau và có hiệu quả chống lại cả các mối đe dọa tầm ngắn và tầm xa các phiên bản mới hơn của châu Phi sẽ sở hữu nhiều tính năng mới, bao gồm biện pháp đối phó khả dụng để bảo vệ chống lại đầu đạn xuyên động năng. Sada của hệ thống châu Phi chịu trách nhiệm tìm kiếm, phát hiện, phân loại, định vị và cảnh báo các mối đe dọa tiềm ẩn đối với mạng máy tính trên xe và xa hơn nữa đối với mạng chiến thuật, tạo ra khả năng phát hiện hỏa lực của địch, cảnh báo cho kiếp xe và đội hình khỏi các mối đe dọa đến và ngay lập tức hiển thị vị trí chính xác trên màn hình. Nếu như hệ thống chốt phi xác định tên lửa bay đến không đe dọa phương tiện, nó sẽ không kích hoạt biện pháp đối phó, nhưng sẽ cung cấp vị trí của kẻ địch, cho phép kiếp chiến đấu, ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo. ưu điểm của khả năng phát hiện hỏa lực địch, tích hợp trong chiến tranh đối xứng là khả năng cung cấp vị trí của xe tăng đối phương để phản công khi cần thiết. Trên đây, kênh việt nam tv vừa phân tích lại một số điểm mạnh chính của hệ thống phòng thủ chủ động châu phi của israel cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo